Tiếp tục chương trình thời sự tối mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, bên là hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới miền Nam Italy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết thỏa thuận an ninh có hiệu lực 10 năm. Động thái này thể hiện cam kết hỗ trợ lâu dài của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều khoản viện trợ và huấn luyện quân sự. Washington sẽ huấn luyện quân đội Ukraine, cung cấp thiết bị quốc phòng, thực hiện các cuộc tập trận chung và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Mục tiêu của Mỹ là củng cố năng lực phòng vệ và an ninh của Ukraine trong dài hạn. Thỏa thuận mà hai bên vừa ký cũng vạch ra tầm nhìn chung giữa hai nước, vì hòa bình dựa trên hiến trương của Liên Hợp Quốc và nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ hiện là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine. Sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 4 đã ký ban hành luật viện trợ nước ngoài, trong đó có gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đảng Đại hội Dân tộc Phi, ANC cầm quyền của Nam Phi, đã đạt được thỏa thuận với một số đảng khác đã thành lập liên minh sau khi không giành được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 vừa qua. Phát biểu với báo giới trước phiên họp đầu tiên của Quốc hội nhiệm kỳ mới, Tổng thư ký đảng ANC Fikile Mbapulula cho biết đảng cầm quyền ANC đã đạt được bước đột phá về thỏa thuận chung thành lập chính phủ với một số đảng. Thỏa thuận này có nghĩa là Tổng thống Cyril Ramaphosa có khả năng sẽ được bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ hai khi các nhà lập pháp nhóm họp tại Cape Town. Ông Embalula mô tả liên minh là một chính phủ đoàn kết dân tộc, bao gồm đảng trung hữu liên minh dân chủ, đảng tự do Inkatha, đảng trung tả nhỏ phong trào dân chủ thống nhất và đảng cánh hữu mặt trận tự do Afrikaner Plus. Ông Embalula cũng cho biết thêm một số đảng nhỏ khác đã đồng ý tham gia liên minh cầm quyền. Thưa quý vị, lực lượng Houthi ở Yemen đã thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào ba tàu ở biển Ả Rập và biển Đỏ. Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn của Houthi cho biết cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng này nhằm vào tàu Verbena ở biển Ả Rập, trong khi hai vụ tấn công khác nhằm vào các tàu Siquadian và Athena ở biển đỏ. Tất cả các vụ tấn công này đều được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái. Hành vi tấn công tiếp diễn nói trên của Houthi đe dọa sự ổn định trong khu vực, đồng thời gây nguy hiểm đến tính mạng của các thuyền viên, ảnh hưởng đến sự an toàn của các tàu thuyền đi qua biển đỏ và biển Ả Rập. Truyền thông Liban xác nhận đã có một phụ nữ thiệt mạng và 14 dân thường khác bị thương trong một cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở miền nam nước này. Nguồn tin quân sự Liban cho biết một máy bay, bay chiến đấu của Israel đã sử dụng hai tên lửa không đối đất để tấn công mục tiêu. Bên cạnh các nạn nhân đã được xác định, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vụ tấn công mới nhất của Israel diễn ra trong bối cảnh lực lượng Hezbollah ở Liban thông báo đã phóng rocket và triển khai máy bay không người lái tấn công vào chính địa điểm quân sự của Israel, làm gia tăng tình trạng thù địch ở biên giới phía nam Liban. Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu vừa triệt phá một đường dây buôn ma túy vào châu Âu, tiến hành 40 vụ bắt giữ và thu giữ 8 tấn cocaine. Mạng lưới này được cho là cung cấp đến một nửa số lượng cocaine trên khắp châu Âu. Europol đã triệt phá hoàn toàn đường dây buôn ma túy do các đối tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu dương quốc ở Rập Thống Nhất điều khiển, sau khi thực hiện chiến dịch điều tra và truy bắt trong suốt 3 năm qua. Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch được đánh dấu bằng việc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha phát hiện 700 kg cocaine trên một chiếc thuyền ngoài khơi quần đảo Canary do các công dân Croatia và Italy điều khiển. Đường dây buôn lậu này vận chuyển cocaine từ nam mỹ đến các trung tâm hậu cần ở tây phi và quần đảo canary để điều chế sau đó ma túy tiếp tục được chuyển đến các địa điểm ở bỉ croatia đức italy và tây ban nha để phân phối khắp châu âu